hoàng hậu tàn bạo nhất lịch sử và màn đánh ghen kinh hoàng khiến hậu thế ám ảnh. Lã Hậu thời Tây Hán được người đời gọi là một trong những người phụ nữ tàn ác nhất lịch sử Trung Hoa. Lã Hậu vốn được coi là hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Bà được các sử gia đánh giá rất cao về tài năng chính trị lẫn quân sự khi giúp Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Hán. Lã Hậu vốn tên là Lã Trĩ, cha bà là Lã Công, một đại phú hào có mối quan hệ sâu rộng với giới quan lại thuở bấy giờ. Khi trưởng thành, Lã Trĩ rất được nhiều người ngưỡng mộ và muốn hỏi cưới, nhưng Lã Công đều từ chối vì cảm thấy không ai xứng với con gái mình. Trong một buổi tiệc, Lã Công vô tình gặp được Lưu Bang và cho rằng đây là người có tài, chắc chắn sẽ thành việc lớn. Ông quyết định gả Lã Trĩ cho Lưu Bang, dù cả hai chênh nhau đến 15 tuổi và Lưu Bang xuất thân bần hàn. Lưu Bang xuất thân là thường dân, thời trẻ từng đi làm đình trưởng. Lưu Bang tranh giành thiên hạ với Hạng Vũ, Lã Trĩ đã bị Hạng Vũ bắt làm con tin suốt 2 năm. Sau hôn lễ, Lã Trĩ đã phải từ giã cuộc sống giàu sang để giúp chồng chăm sóc gia đình. Không chỉ giỏi việc nhà, Lã Trĩ khiến nhiều người phải tôn kính vì sự nhạy bén trong chính trị và quân sự của mình. Chẳng những thế, bà còn góp công rất lớn để giúp Lưu Bang lên ngôi hoàng đế bằng cách tiếp tế tiền bạc, giải nguy cho ông trong các trận đánh lớn. Đồng thời, bà còn mở rộng các mối quan hệ với những nhà cầm quyền nổi danh đương thời. Không chỉ giúp đỡ Lưu Bang đánh bại các thế lực đối lập và lập ra nhà Hán, Lã Trĩ còn sinh cho ông 2 người con. Sau khi Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, ông đã phong con trai Lưu Doanh làm thái tử, còn con gái là Lỗ Nguyên làm công chúa. Một trong số những hành động gây tranh cãi nhất của bà chính là tham gia trực tiếp vào việc sát hại hai vị tướng có công lớn lập ra nhà Hán là Hàn Tín và Bành Việt. Sự tàn nhẫn và thông minh của Lã Trĩ khi đó được nhiều người đánh giá là vượt trội hơn cả Hán cao tổ Lưu Bang. Đây cũng được coi là lý do khiến hoàng đế ngày càng xa lánh Lã Hậu và sủng ái các thị thiếp của mình hơn. Bà đã ra tay giết chết tất cả những người dám cản đường mình, thậm chí là hành hạ ái phi của vua thành một kẻ tàn phế chỉ vì ghen tức. Tuy nhiên, đối với một người phụ nữ như Lã Trĩ mà nói, điều đau khổ nhất chính là sau khi giành được thiên hạ, chồng bà đã đi ân sủng người phụ nữ khác và không đoái hoài tới mình nữa. Từ người phụ nữ thường quen chân lấm tay bùn, Lã Hậu trở thành mẫu nghi thiên hạ. Lên ngôi hoàng hậu khi độ tuổi không còn trẻ trung, nhan sắc lại không nổi trội, nên Lã Hậu không còn được sủng ái trong mắt Lưu Bang. Vậy ai đã là người khiến cho Lưu Bang từ bỏ người vợ thủy chung, cùng chung hoạn nạn? Người này chính là Thích Phu Nhân. Vốn dĩ Lưu Bang và Lã Trĩ cũng có thể coi là một đôi vợ chồng ân ái mặn nồng, nhưng từ sau khi gặp Thích Phu Nhân, Lưu Bang đã thay đổi. Trước đó, khi Lưu Bang thảm bại bởi Hạng Vũ, bản thân không còn con đường nào chạy trốn, đã được cha con Thích Phu Nhân cưu mang. Khi ấy, Thích Phu Nhân dung mạo xinh đẹp, thoát tục dịu dàng, hơn nữa lại là ân nhân của Lưu Bang. Điều này đã khiến ông rơi vào lưới tình. Khi ấy, bên cạnh Hạng Vũ có một giai nhân tuyệt sắc khác là Ngu Cơ. Đều là anh hùng nên Lưu Bang không chịu thua kém Hạng Vũ. Thích Phu Nhân và Ngu Cơ đều xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Điều này đã thỏa mãn sự tham hư vinh của Lưu Bang. Ngoài ra, Thích Phu Nhân còn có biệt tài độc đáo, đó chính là nhảy múa. Nàng không chỉ xinh đẹp, dung mạo người người. Khi nàng nhảy múa, dáng vẻ thanh thoát của nàng khiến Lưu Bang mê đắm. Thích Phu Nhân không hiểu chuyện chính trị, nhưng hiểu được làm thế nào để chồng của nàng vui vẻ và thoải mái. Khi Lưu Bang buồn bực trong lòng, nàng chỉ cần múa một bài là bao muộn phiền tan biến hết. Đây chính là sở trường khiến Lưu Bang chỉ sủng ái một mình nàng. Lưu Bang đặc biệt yêu chiều Thích Phu Nhân. Tới bất cứ đâu, ông cũng dẫn bà đi theo. Thậm chí ông còn dự định phế bỏ thái tử Lưu Doanh, tức con trai Lã Hậu, để lập Lưu Như Ý, con trai của Thích Phu Nhân làm người thừa kế. Sau đó, vì bị các lão thần phản đối, nên Lưu Bang mới từ bỏ ý định này. Tuy nhiên, hành động của Hán Cao Tổ đã chọc giận Lã Hậu. Bà vốn là thiên kim tiểu thư lại bỏ tất cả để theo Hán Cao Tổ, nếm mật nằm gai, lập nên nhà Hán. Song đến khi công thành danh toại, Hán Cao Tổ không chỉ thờ ơ, lạnh lùng với Lã Hậu mà còn có ý định phế truất Lưu Doanh. Không dám làm gì Lưu Bang, Lã Hậu chuyển cơn giận sang Thích Phu Nhân. Bà bắt đầu bày mưu tính kế để giữ vững ngôi vị thái tử cho con trai cũng như giải quyết tình địch. Khi Hán Cao Tổ qua đời, Lưu Doanh lập tức lên ngôi, lấy hiệu là Hán Huệ Đế. Lã Hậu khi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn ra tay trả thù.
Trước tiên, bà cho bắt Thích Phu Nhân, sau đó cắt tóc, dùng gông trói chặt chân tay và bắt Phu Nhân phải kéo những tảng đá to như trâu ngựa. Thích Phu Nhân vừa lặng lẽ xay gạo vừa khẽ hát. Con làm vương, mẹ làm tù nhân, ngày ngày xay gạo tới tối, gần kề với cái chết. Sau khi Lưu Bang quyết định giữ Lưu Doanh làm thái tử, đã phong cho Như Ý làm triệu vương. Những câu hát của bà lập tức đã truyền tới tai Lã Hậu. Lã Hậu nghe xong rất tức giận, bèn nghĩ Thích Phu Nhân muốn lợi dụng con trai để báo thù mình, chỉ bằng mình cần ra tay trước. Vì vậy, Lã Hậu đã lừa Như Ý khi đó mới 12 tuổi tới Tràng An rồi hạ độc. Sau đó, Lã Hậu đã dẫn theo hai tù nhân hung dữ vào trong đại lao và nói với Thích Phu Nhân rằng: con trai ngươi đã bị Mông Thiên Vương triệu về âm gian rồi. Thích Phu Nhân nghe xong bèn khóc lớn: ngươi đã giết hại con trai ta thì giết luôn ta đi. Ta và con trai ở âm phủ sẽ biến thành ma để báo thù ngươi. Lã Hậu quay sang nói với tên tù nhân đi cùng: tùy ngươi giải quyết. Rồi giao Thích Phu Nhân cho hắn. Thích Phu Nhân bị tra tấn một cách dã man như bị chặt chân tay, móc mắt, ép uống thuốc độc rồi đổ lưu huỳnh vào tai. Khi tỉnh lại, cơ thể tàn phế đầy thương tích của bà còn bị người ta vứt vào chuồng lợn. Mấy hôm sau, Lã Hậu gọi Huệ Đế tới và nói: con nhìn chuồng lợn kia, trong đó có một con người lợn rất thú vị đấy. Huệ Đế thấy con người lợn bên trong chính là Thích Phu Nhân, vốn là người có tính cách lương thiện, nhân hậu, nên đã bị sự độc ác của mẹ đẻ hù dọa đến mức sợ hãi mà thốt lên: đây không phải là việc người làm, tôi là con của Thái Hậu, như vậy thì làm sao có thể trị vì thiên hạ đây? Thích Phu Nhân vừa chịu nỗi đau mất con lại bị hành hạ đến thân tàn ma dại, nên chẳng bao lâu sau thì qua đời trong uất ức. Không lâu sau, bất lực trước sự độc ác của mẹ, Hán Huệ Đế buồn rầu sinh mệnh mà qua đời khi mới 23 tuổi. Thiên hạ nhà Hán rơi vào tay Lã Hậu, bà ta đã phong tước, phong hầu cho con cháu nhà họ Lã. Đối với những người không nghe lời, Lã Hậu giết không tha. Số người bị giết nhiều tới nỗi chính bà ta cũng không nhớ nổi. Năm 180 trước công nguyên, Lã Hậu mắc bệnh nặng rồi qua đời ở tuổi 61. Sau khi Lã Hậu qua đời, các đại thần của nhà Hán đã giết hết tướng quân họ Lã và giành lại quyền thống trị cho nhà họ Lưu. Dẫu vậy, người ta vẫn an táng Lã Hậu cùng với Hán Cao Tổ ở Trường Lăng. Không ai ngờ được 200 năm sau, thi hài của Lã Hậu lại bị quân khởi nghĩa Xích Mi cướp phá và đào bới. Sau khi Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú khôi phục nhà Hán, lại cho người rời mộ phần của Lã Hậu khỏi Trường Lăng và thờ tại một ngôi miếu riêng. Thay thế vị trí hợp táng của bà là Bạc Phu Nhân, một trong những phi tần của Hán Cao Tổ và là mẹ của Hán Văn Đế Lưu Hằng.